Ok, tiếp tục series hàng VIP ra đẻ. Hôm nay em sẽ lên các bác con số 3 đấy. Cái này thì nó là cao tần 200 độ C này các bác nhìn. Mặt thì hơi xước tí, các bác về lâu là sáng là đẹp mà. Để các bác nhìn được tổng quan bên ngoài em đây. Một em Panasonic. Con này vẫn cực kỳ đẹp xịn sò, đẹp hơn đời 2011. 200 độ C. Các biết thì 200 độ C là gì? 200 độ C nghĩa là nhiệt độ nấu cơm 200 độ C ấy, nó không phải là một phát là 200 độ C luôn, mà sẽ nấu cơm từ từ đến 200 độ C để tránh cái hạt gạo nó bị bung đấy, kiểu nó bị nấu cháo đấy, tránh bị bung nhá. Cực kỳ ngon. Máy hiệu em là Panasonic SR gạch ngang FX101. Để các bác xem mà tổng quan bên trong nó nói. Đây này, con nào 200 độ C nó sẽ ghi 200 độ C luôn. Rồi này. Nó cái này thì hơi cứ ám bằng đi, nhưng mà không sao cả, con nhìn vẫn đẹp. Đây là màu doang thế nha, chứ không phải là cái mình đây. Đây, cốc của ông em ở đây. Đây nguyên. Con này doang, con này thì có cái xoang đẹp xuất sắc luôn các bạn. Đây nó có chỉ một tí này, nó hơi em zoom cho bác xem, hơi chấm một tí đây rồi. Không có ảnh hưởng gì hết. Đây xong. Đây các bác này, tím ngắt luôn. Cái này nó hơi bẩn nhắc là về các bác lau qua là sạch mà. Đây vết bẩn thôi, chả có gì cả. Đấy. Em này thì em giọng nói. Đấy. Các bác nghe thấy chưa đấy, giọng nói cô gái Nhật đấy. À, ai mà thích sang xem phim Nhật nhiều thì đấy. Chúng ta nghe giọng nói này, đây này, hiện độ 200 độ C luôn. Cài đặt nhá. Đây này, cơm trắng này, cơm gạo không vo này, gạo lứt này, gạo mầm này, gạo hỗn tạp này. Đấy. Đấy các bác nghe chưa? Nghe giọng cực kỳ là ngọt luôn. Bác nào mà hay đấy. Cách nấu này đây này. Nấu có các chế độ là nấu thường này, nấu hơi vắn này, nấu mềm này, nấu tiết kiệm điện này, eco mà. Đây chế độ eco này. Lượng gạo ít này, nấu cháo này, nấu nhanh này, nấu cơm này, nấu cái món sushi ấy, cơm trộn, cơm sống ấy, đây là cơm cháy này, rất nhiều chế độ luôn. Đây các bác nghe ấm lòng không? Để em thử nấu cơm xem các cô gái Nhật cô nói gì nhá. Đây em chọn chế độ gạo trắng này. Được chưa? Em nghe này. Đấy, coi ra coi, tôi bắt đầu nấu cơm đây. Trời ơi. Đây các bác, đây là đây. Đấy, các bác nhìn chưa? Để em bật lại nha. Đấy, tôi bắt đầu ủ ấm đây, các bác nghe ấm lòng không? Đây. Còn đây là nút âm thanh. Các bác giữ 2 giây ấy. Thì các bác tắt đi, các bác giữ 2 giây. Là các bác chỉnh được âm. Đấy, có chỉnh được độ to nhỏ của giọng nói. Đấy, nhỏ. Con này cực kỳ hiện đại. Chưa. Đấy, em bật tí nữa, nó nóng rồi. Giờ thì con này thì em để với giá cho các bác là 2.850.000. Bác nào mà ưng thì các bác cứ alo cho số điện thoại là 0983 39755, không thì các bác kết bạn Zalo cũng được. Mà bác nào mà ở nội thành ấy mà muốn sang nhà em mà xem máy hàng thì các bác cứ đến chân cầu Thăng Long bên phía Từ Liêm ấy, cho đường Phạm Đồng ấy, là các bác alo cho em thì em ra em đón. Đấy. Tổng quan lại một lần nữa nhá. Con này bên ngoài này, cái vỏ xung quanh bên ngoài nó rất đẹp, không có vết cấn chiếc gì hết, tội nữa. Mỗi cái này nó hơi sức một tí, sức một tí này không quan trọng gì, cái này lau qua là sạch. Ok.